Có phải là tiếng mic to hơn nhạc nền và bắt đầu chớm đến việc là hơi zip zip mic rồi phải không ạ? Đó là cái hệ quả của cái việc mà chúng ta lạm dụng quá về cái đường gain mic, có nghĩa là đường volume mic ở trên mạng. Rất nhiều các anh em hiện tại đang có cái kiểu sử dụng những cái con vang số chỉnh cơ hay là những cái bộ đẩy đến vang khi hát karaoke là thường hay để cái tiếng mic này, cái chỉ số cái volume của mic vào lớn hơn cả cái chỉ số volume của music. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải cái hiện tượng như là tiếng mic to hơn nhạc nền, hát nó bị chênh phô. Thứ hai là sẽ gặp phải cái trường hợp như là mic vào quá lớn thì nó sẽ sinh ra hiện tượng bị vỡ tiếng hoặc là bị zip mic. Đấy. Thì em sẽ hướng dẫn các anh em cái cách để chúng ta làm sao căn chỉnh và khắc phục cái lỗi đấy. Đấy. Thì các anh em cứ dập bỏ cái hoặc là giảm hết cái mic volume đi. Thì các anh em sẽ bật cái tay mic lên. Đấy, để căn chỉnh lấy lại làm sao cho cái tần số, cái thông số chỉ số đẹp để hát karaoke nó không bị zip và nhạc nền và tiếng mic nó khớp nhau. Đấy, thì khi bật mic lên các em cứ chỉnh cho em đấy, chỉnh cho em vừa tăng volume mic lên vừa thử alo vào mic khi nào mà cái tiếng mic nó bắt đủ tầm, biết như nào đủ, như thế nào là đủ các em, thì các em cứ alo làm sao cho cái giải bát chống chép của tiếng mic nó ra đủ, nó ra đủ dặn này. Như thế này, như con KM360 này. Đấy, nhiều bác cứ vặn lên tầm 30-40 hát thì làm sao nó chả vỡ tiếng mic, làm sao nó chả bị zip. Thì các anh em cứ để ở cái mức khoảng 15-17 hoặc lớn lắm để 20, bác nào yếu lắm để 20 là đẹp lắm rồi. Đấy, thì lưu ý cho em là trên con này, đấy, độ nhạy của nó chỉ cần để tầm 10-16 thôi. Và nhạc thì tùy, nhạc chúng ta nghe to, chúng ta tăng to lên. Đấy, như ở đầu video em có cố tình làm cái bài test thí nghiệm là tăng cái tiếng mic nó lên 30-40 và để cái nhạc tầm độ 25 thì khi em hát thử karaoke thì gần như không hát được, đứng đây không hát được, zip mic đấy mà lại tiếng mic nó lại to nhạc nền, nghe nó không ra gì hết. Nhưng bây giờ đã căn chỉnh lại cái thông số chuẩn, cũng để các anh em nào đang dùng KM360 thì lấy luôn cái đi xem lên video để cho biết được cái thông số chuẩn, chỉ số chuẩn của mic và nhạc trên cái con KM360, hoặc là áp dụng vào những dòng vang số chỉnh cơ hay là đẩy đến vang là luôn luôn để ở cái tiếng volume mic sẽ nhỏ hơn nhạc. Để là gì? Nhỏ đây là không phải là theo cái chỉ số nhất định mà chúng ta thử mic. Alo. Thử cho em. Mic bắt đầu hút mic và ra được ba dạng là chúng ta hát được rồi. Còn nhạc thì tùy biến. Đây, em lấy lại chỉ số mà hợp lý giữa cái việc em hát và nhạc nền của bản chờ đâu. Em sẽ test thử cho anh em thấy là nó khác hẳn hoàn toàn so với đầu video em cố tình cho cái mic lên cao nhé. Ta yêu biết nhau khi hè sang và khi tu đến nhanh có bánh sao sao nên em kết thành vương miền để mùa đông đã cưới đôi mình. Đó các anh em đấy, khi mà việc mà chúng ta căn chỉnh lại cái thông số nó chuẩn rồi, nó hợp lý rồi thì việc chúng ta hát karaoke ngay thì em đứng rất là lịch rất là loa, không có hiện tượng gì và việc hát karaoke là khớp. Đấy, hát nó khớp với nhạc, nó không bị chênh phô thì cái việc trải nghiệm nó có rất nhiều cảm xúc. Và video chia sẻ em cũng sẽ khép lại ở đây. Cảm thấy video hữu ích thì hãy tặng cho em một like cũng như chia sẻ để em có ra nhiều video hơn nữa. Cũng như đồng hành với Zika thì em hãy đăng ký kênh, follow kênh để đồng hành với Zika của em nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp các anh em vào những video clip tiếp theo.